À, như vậy là chúng ta lên đường. Lên đường, lên đường. Lên đường. It's okay. Này. Quê hương mình thế này mà không yêu thì còn yêu yêu cái gì? À, đẹp chưa? Đây là không phải là cái thời gian trung tâm của nghỉ hè, à, đã qua những cái ngày mà lễ rồi, nhưng mà các bạn nhìn xem này, ôi rồi ôi đông. Alo, the cheat, à, đẹp không? It's looting rồi đó, ta mắc mày, mắc mày. Ta khan su is only rồi mark life. Chị hát ăn. Lát sân yêu cái văn đi khen. Đấy, nhìn thấy chưa? Khách Tây khách ta lườm lượp. Chả có cái gì thú vị. À, hello Nhật Lệ. Rừng dừa đúng rồi em. Rừng dừa xong rồi đi tiếp đấy. Cho các cháu về quê hương để cho nó hiểu được rằng cuộc sống của cội nguồn này. Các cháu bây giờ nó lớn rồi. Đẹp không? Nếu thích thì biểu diễn thì sẽ được đi như vậy là như gọi là cầu thang máy rổ đồng. Đấy. Nhà anh có 5-6 thuyền thôi. Ôi giời. Alo. Ui, cứ đúng từng này thuyền nhà mình đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuyền này. Ai, đúng một. À, đây là coi đi theo tập đoàn kiểu ăn chơi có tổ chức đấy. À, thấy đẹp không? Đây rừng dừa đây. Đẹp không? Cái thuyền thúng này nó tròn tròn như thế này mà đi ngon lành. Ừ, à, hay không? À. Quê hương mình có nhiều điều mà mình không hề được biết. Khám phá cả cuộc đời chẳng có lúc nào là hết những điều thú vị và bất ngờ. Ở trên biển này, cái thuyền ở đây, cái tàu này tròn tròn này, trên biển thả xuống là người ta ngồi, người ta câu cá, câu đêm ấy, câu mực. Mong manh, cực kỳ mong manh, nó còn nhỏ, cảm giác như chiếc lá giữa biển mênh mông. Như vậy là nơi này là ngư dân là anh hùng của đất nước mình, giữa biển trời Hoàng Sa và Trường Sa. Đây đây chính là những cột mốc họ bảo vệ và giữ gìn chủ quyền đất nước. Người dân đây đây chính là những cái người dân này đây. Quảng Ngãi rồi là Đà Nẵng này, ngư dân này. Chuyên môn là cột mốc sống. À, Đà Nẵng thì ra Hoàng Sa gần hơn. Ra Trường Sa gần hơn. Đâu, nhìn này, đông vui không? À, từng bến một. Việt Nam cố lên. Cố rồi, hôm qua thắng 6-0 rồi. Hôm qua thắng 6-0. Nha. Ừ. Không, nhưng mà nó noi à, bọn nó còn trẻ lắm. Trẻ.
tối coi gió một mét chỗ nè. Nó là gầm đó gầm đó. Nó là U23 nhưng thực ra nó trẻ mà. Vâng. Toàn là 20 tuổi, 19 tuổi thôi. Có đứa có 17 tuổi. Có mình tên Trinh Hiếu. Ừ, cho nên là đấy, ngày xưa thì người Thái, đất nước Thái nó phát triển thì dân mình thì cứ nghe thấy Thái Lan là thích rồi, thậm chí đá bóng đá thì toàn là thua nó. Nhưng ngày nay thì Thái Lan đang bị tụt lại. Chẳng phải về kinh tế mà về mọi mặt. Nếu đúng màu tối mình ăn là cả chục. Đúng rồi. Mà chúng ta chỉ có mỗi 23 năm để phát triển đất nước. Dân tộc thông minh đáng được hưởng những cái thành quả của đất nước này phát triển. Thành quả đất nước mình cao lắm anh ơi. Ngon lành lắm. 23 năm từ năm 1900 hơn chút năm 1995 đến bây giờ. Đất nước thực sự thông minh. Người Hà Nội anh ạ. Đất nước của cái đất nước kiên cường này chẳng mấy chốc. Đúng như nhanh. Đúng rồi. Chẳng mấy chốc như Bác Hồ nói. Là cũng nhanh. Lấp biển nhanh là đúng rồi. Trường Sa 20 mấy điểm. Đất nước này không hề nhỏ. Như mọi người nói là nước bé. Với 321.000 km² đất và biển đảo thì tổng số vùng biển của Việt Nam có hơn 1 triệu km². Chưa kể hải đảo. Thì đất nước mình là đất nước lớn chứ không hề nhỏ với 100 triệu dân. Mình có thể là chưa giàu, chưa nhiều tiền một nước khác, nhưng đất nước phát triển cực kỳ nhanh, đáng quá đáng tự hào. Đây mới là cửa biển các bạn ạ, chứ không phải là sở, không phải là biển, đây là sông ra biển đấy. Đây không phải là biển. Biển, vùng biển đẹp tuyệt vời, dài hàng chục cây số. Nước biển trong xanh, cá bơi dưới chân. Đấy. Ngày thường, hôm nay là ngày thường. Đẹp không ạ? Việt Nam vô địch. Chào em Sinh nhá, chào Hương nhá. Anh đang quay cho mọi người, chắc là bọn em mới đi rồi. Anh đang quay cho bọn em xem hôm nay đưa các cháu đi nhà mình 6 thuyền. Anh ơi, đừng để cái tay ra ngoài này nha. Ok, cảm ơn. Thế là người ta đang hướng dẫn, nó không thò tay ra ngoài thuyền, không may giữa cái thuyền nọ đập vào cái thuyền kia thì cái tay mình sẽ bị đau. Namaste. Giết thuyền rồi đó. Tan hoi ra video đó. Ven Zurich còn tan nóc ai mời á? Đẹp không? Đấy, biển đằng xa xa là núi. Đây là rừng dừa này, xung quanh đẹp không? Dừa nước. Hai chị em thấy mới rồi. Đây là thử cảm giác mạnh đây này. Đấy. Đấy không? Đây là sóng gió đây này, đây chính là sóng gió đây này. Đấy. Đấy, sóng gió kiên cường không ạ? Đấy, ngư dân Việt Nam nó thế này. Mẹ nó giữ ngư dân Việt Nam nó kiên cường như thế này. Chứ không phải là ngư dân Philippines. Chỉ một cái thuyền thúng mong manh này. Họ
dám chống chọi lại cả sóng gió, cả biển khơi bão bùng. Họ dám chống lại cả những cái tàu to thuyền lớn của Trung Quốc, khẳng định rằng đất nước mình của mình, chủ quyền là của mình ngàn đời. Dạ, chỉ có một cái thuyền thúng này, và bằng cái ý chí và nghị lực, làm sao mà không yêu thương được cái một cái đất nước này. Đây, chúng ta đang đi vào vùng, vào rừng dừa đấy, đông. Đây làm gì có dừa, đây là dừa nước. Dừa nước làm gì có quả, làm gì có trái. Đấy, đây là giữ nước đây này. Các cây dừa này là nó mọc. Lấn đấy. Nó cứ lấn dần đất đấy. Đây mà khi mà nước rút ở các cái rừng dừa này là nhiều cua. Đấy. Đây là cái quả dừa khô kìa. Đấy, quả dừa khô kìa. Đấy, quả dừa đang mọc dừa. Bây giờ mới mọc á? Cái tưởng khô rồi. Đây, rừng dừa. Ở đây nhìn nước mà hơi rút đi thì nó có cua phải không ạ? Phải không anh? Đây quả đây này, quả dừa. Đúng quả, đây quả còn dừa. Non, nó chưa giờ. À, quả dừa. Chưa ăn được. Ăn. Cái quả này nó ăn ra sao anh? Ở tràng nó giống như trái chôm chôm mình đấy. À, trái chôm chôm. À, cái màu. Màu. Đấy, đã, các bạn đã nghe giọng Quảng Nam ra. Quảng Nôm đờ nẻng đấy. Đấy. Quảng Nôm đờ nẻng. Đấy, giọng thì đúng là giọng người Kinh nói tiếng Kinh, nhưng mà mình phải nghe rõ thì mình phải từ từ mới hiểu. À, bởi vì ở cái văn hóa người Việt thì nó là văn hóa vùng miền, có những vùng nói tiếng Kinh nhưng họ nói nặng. Quảng Nén, Quảng Nam, Quảng Nam, Quảng Nam Đà Nẻn, Đà Nẵng. Thực ra thì người Việt, người Kinh mình thì nếu như nghe từ từ thì hiểu hết. May mắn cho dân tộc này là thống nhất, nói một thứ tiếng. Văn hóa thì có thể khác, nhưng mà ngày lễ, ngày Tết rồi mọi cái ngày truyền thống cũng đều là một. Chính vì vậy thì cái dân tộc này nó mới bền vững. Nó không có giữa dân tộc này và dân tộc kia, hoặc là không có những cái khác biệt. Đấy, người con gái kìa. Con gái của Quảng Nam kìa. Đấy, một mình chống thuyền. Đấy, họ đi đấy. Đấy, thấy không? Đẹp. Cái rừng dừa này ấy, theo như ngư dân người ta nói là 100 năm chào Thu Hiền nha em. Dân người ta nói, ngư dân người ta nói cái rừng dừa này đã có đến 100 năm rồi. Đẹp không? Hay không? Rất là đẹp. Họ đi là đi theo đoàn, cứ đi từ từ để chờ nhau ấy. Đẹp không? Rất là đông. Lúc trẻ thì đất nước nghèo, không có tiền và không có điều kiện để ra đi, tức là đi thăm nam răng na, các cái danh nam thắng cảnh. Khi lúc già rồi mà không đi các cái thắng cảnh danh nam rồi những cái vùng miền đẹp nhất quê hương mình, để lúc chết không biết, không được biết, thôi cố đi chừng nào mà không đi được nữa. Đấy, quê nhà mình kìa, đoàn mình này là đông lắm. 1, 2, 3 này, mình 4, 5 này, đằng sau một thuyền này, bên cạnh một thuyền nữa là 6 này. Đấy. Con mình mấy hôm nào bé tí rồi nó lớn cao hơn bố. Ngồi thuyền trước. Anh này là anh bé nhất nhà. Cũng 20 tuổi rồi. Yeah.
Bạn gái, hai đứa ngồi một thuyền. À, cảm ơn Thu Hiền nha em. Anh gì nhì thôi, nhất vợ, nhì anh chứ anh không được nhất. À, đẹp không? À, đi đợt này về đến nhà xong lại đi Hạ Long tiếp. Cho các cháu nó về xem vùng biển của Hạ Long đẹp như thế nào. Không phải là 21 điểm đảo đâu ạ, 49 điểm đảo chứ không phải 21 điểm. Bởi vì có những cái điểm nó 17 hải lý đến 20 hải lý thì làm sao mà một điểm đảo có thể bảo vệ được. Đất ngày xưa ấy thì bộ đội đóng quân trên cái mảnh đất rất là nhỏ, nhưng ngày nay những cái đảo đấy nó nổi đủ để cho quân đội người ta có tích nước tích trữ rồi đối phòng bảo vệ đất nước. Ông ra các ông lên trên mạng, các ông gõ máy tính, các ông buôn chính trị, các ông lừa dối người không thăm, tức là thường xuyên xem về chính trị, không lừa dối người dân. Các ông muốn người dân Việt Nam mình như Ukraine. Đây đây, đất nước Việt Nam thanh bình đẹp đẽ, dân tỉnh đi tham quan này, dân nước ngoài đến chơi tham quan đầy. Người ta yêu mến đất nước mình, người ta sống trong thanh bình như thế này. Tôi chưa nói là bị đói, chưa có. Vậy thì giàu để làm gì nếu như mà người này đánh người kia, súng đạn để tàn phá đất nước đến bao giờ xây dựng được. Thời của bọn mình ăn bột mì luộc chứ không phải ăn bánh mì, ăn bột mì luộc, ăn bo bo, ăn sắn khô. Như vậy thì mới thấy yêu thương và quý trọng cái đất nước này nhiều hơn. Các ông vì một lý do gì đó, các ông bất mãn với chế độ, các ông chửi lại chính quyền, ông chống đối người ta thì người ta chả bắt ông đi tù. Ông ra ngoài, ông thử xem là đi ra nước ngoài, ông thử đi xe, xong ông bảo là lệnh kiểm tra xe đâu nào, ông thử ra ông hỏi nó đấm vỡ mồm luôn và ngay. Cảnh sát người ta đã dừng xe là ông phải có nhiệm vụ trình báo, không cần biết đúng sai. Ông cứ ra dáng ông là người dân, tôi là dân, tôi có quyền. Dạ. Quyền gì? Người dân ở đây sống thanh bình thế này, đất nước phát triển thế này. Thế mà các ông về các ông nói rằng đất nước kém phát triển, dân nghèo. Dân nghèo cái gì? Công ăn việc làm đây là có việc làm là có tiền. Có tiền thì người ta nuôi được gia đình, người ta bao bọc được mọi người. Đi một đằng về một đằng. Thôi nhé, hẹn sau nhé. Mình đi chỗ khác mình lại quay cho mọi người xem. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.